Yamuna Vương sẽ đưa ra năm cái thiên sứ hoặc ba thiên sứ để hỏi cái vị đó là người khi còn sống người có thấy thiên sứ mà ta gửi lên không? Đó là một người già, một người bệnh, người chết, một đứa trẻ sinh ra và những cái tội nhân ở thế gian. Những người mà có trí tuệ, người phải biết làm lành chứ làm việc ác. Thì có một số cái vị Yamuna Vương sẽ thẩm vấn như vậy. Trong lúc thẩm vấn như vậy, một số người khởi lên được cái tâm tàm quý, biết hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, hướng về những cái thiện nghiệp công đức mà mình đã làm. Nhờ cái tâm hướng thiện đấy mà thoát khỏi cái địa ngục và sinh lên cõi lành ngay. Vậy thì Diêm Vương cũng có cái tâm tốt. Đó là với cái người biết hướng về cái tâm thiện thì Diêm Vương cũng sẽ hoan hỉ, tức là cũng có cái sự hỗ trợ cho người đó được thoát địa ngục. Nhưng với một cái người nghiệp bất thiện nó mạnh quá, vì đó không thể khởi lên được những cái thiện nghiệp để mà thoát khỏi địa ngục, thì Diêm Vương ra lệnh hãy cho nó vào trong ngục hình mà tra tấn.